Thưa quý vị, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, ngày 7 tháng 9 năm 2021, Chùa Bửu Kim, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá đã trao tặng 350 phần quà hỗ trợ các gia đình khó khăn tại địa phương. Theo đó, để tiếp tục các hoạt động chia sẻ yêu thương, đồng hành cùng với người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, Thượng tọa Thích Thiện Thành, trưởng ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, trụ trì Chùa Bửu Kim cùng các Phật tử bổn tự, dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương đã đến tận nhà, trao tận tay các phần quà cho người dân gặp khó khăn trong thời gian Kiên Giang đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Trong đợt trao quà lần này, mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng, bao gồm gạo, mì gói, nước tương, đường, bột ngọt. Tổng giá trị cho đợt từ thiện là gần 53 triệu đồng do Thượng tọa Thích Thiện Thành vận động quý Phật tử, mạnh thường quân cùng chung tay góp sức. Trước đó, Thượng tọa Thích Thiện Thành cũng đã phát tâm hỗ trợ 1 tấn khoai trị giá 3 triệu đồng ủng hộ bếp ăn từ thiện Chùa Tam Bảo của Ban trị sự Phật giáo tỉnh. Những phần quà mang đậm tính nhân văn, chia sẻ yêu thương thiết thực nhằm kịp thời quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bà con cùng vượt qua thời điểm khó khăn này. Được biết, thời gian qua, các chùa tự viện Phật giáo tỉnh Kiên Giang đã tổ chức nhiều đợt đến thăm, động viên và tặng quà hỗ trợ cho các lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19, người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Qua đó, thể hiện tinh thần từ bi, cứu khổ của người con Phật, sự đồng lòng, quyết tâm của Phật giáo tỉnh nhà trong việc chung tay phòng chống dịch COVID-19.